Chào mừng các em đến với kênh thầy Lim. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi ngữ văn lớp 6, bài 9, thứ tự kể trong văn tự sự, trang 97 đến trang 99 sách giáo khoa. Đầu tiên, phần 1 La Mã, tìm hiểu thứ tự kể trong văn tự sự. 1. Em hãy tóm tắt các sự việc trong truyện Ông Lão Đánh Cá và Con Cá Vàng và cho biết trong truyện các sự việc được kể theo thứ tự nào, kể theo thứ tự đó tạo nên hiệu quả nghệ thuật gì. Thì ở đây, khi mà chúng ta đã tìm hiểu truyện Ông Lão Đánh Cá và Con Cá Vàng, thì chúng ta thấy được rằng các sự việc trong truyện Ông Lão Đánh Cá và Con Cá Vàng là: đầu tiên, ông lão ra biển đánh cá. Ông lão bắt được cá vàng và thả cá vàng, nhận lời hứa của cá vàng. Năm lần ông lão ra biển gặp cá vàng và kết quả mỗi lần. Lần thứ nhất, mụ muốn cái máng lợn. Lần thứ hai, mụ quát to hơn và đòi một cái nhà lớn. Lần thứ ba, mụ vợ mắng như tét nước vào mặt. Bắt ông lão đi xin cho mụ làm nhất phẩm phu nhân. Lần thứ tư, mụ nổi trận lôi đình đòi cá cho làm nữ hoàng. Lần thứ năm, mụ đòi làm long vương và bắt cá hầu hạ. Rồi tiếp theo, cá vàng sẽ tức giận, đã tức giận và lấy lại tất cả những thứ đã cho. Ông lão trở về, thấy mụ ngồi cạnh vợ, thấy mụ vợ ngồi cạnh túp lều rách nát. Thì thứ tự trong truyện kể theo trình tự thời gian tuyến tính. Thì thứ tự này tăng tiến theo những ham muốn tham lam của mụ vợ. Đây là cái nét đặc trưng chung của các truyện kể dân gian. Rồi tiếp theo, 2. Đọc bài văn dưới đây và cho biết thứ tự thực tế của các sự việc trong bài văn diễn ra như thế nào, kể theo thứ tự này có tác dụng nhấn mạnh điều gì. Cái tin thằng Ngỗ bị chó cắn rách cả bắp chân, được băng bó ở trạm y tế xã đến chiều nay, đã truyền đi khắp xóm. Số là trưa nay, khi xóm làng đang yên tĩnh, thì vang lên tiếng kêu thất thanh mỗi lúc một rõ: chó dại, cứu tôi với. Nhiều người nghe nhận ra tiếng thằng Ngỗ, nên chẳng ai chạy ra ứng cứu, bởi dân trong xóm đã một lần mắc lừa thằng Ngỗ. Ngỗ mồ côi cha mẹ từ sớm, hiện sống với bà ngoại, một người quanh năm ốm yếu, nhà lại nghèo. Thiếu sự rèn cặp của bố mẹ, Ngỗ đi học được bữa cái, rồi cuối cùng bỏ học luôn, suốt ngày lêu lỏng. Người trong xóm không ai muốn cho con cái mình chơi với Ngỗ. Một hôm chẳng biết buồn tình thế nào, đang giữa trưa yên ắng, Ngỗ ta vung một đống tướng vừa cỏ vừa rạ ở đầu làng, rồi đốt lên. Gió từ cánh đồng làm cho lửa cháy rùng bùng. Thằng Ngỗ vừa chạy vừa la: cháy cháy, cứu với. Nhiều người tưởng thật chạy ra, có người còn xách cả xô nước và cầm câu liêm. Ngỗ thấy đánh lừa được nhiều người, cười khanh khách rồi bỏ chạy. Mọi người tức giận lắm. Có người nói với bà lão: bà phải đe cháu, bà cứ thế này rồi thì không hay đâu. Bà ngoại đã khóc nhiều lần với cháu mà Ngộ vẫn chứng nào tật ấy. Sự việc hôm nay chỉ là hậu quả của việc làm trước đây của Ngộ mà thôi. Người trong xóm còn lo chuyện chó dại cắn đâu chỉ băng bó mà xong, còn phải tiêm nhiều mũi vaccine mới yên được. Liệu thằng bé có rút được bài học này không? Phóng tác theo truyện cổ. Thì chúng ta vừa đọc qua câu chuyện thì chúng ta thấy cái
thứ tự của các sự việc như sau. Thì ngỗ, mồ côi cha mẹ, không có người rèn cặp, và trở nên lêu lỏng, hư hỏng, bị mọi người xa lánh. Rồi tiếp theo, ngỗ đã tìm cách trêu chọc đánh lừa mọi người, làm họ mất lòng tin. Khi ngỗ bị chó dại cắn thật thì kêu cứu, không ai đến cứu. Ngỗ bị chó cắn phải băng bó, rồi tiêm thuốc trừ bệnh dại nữa. Thì cái thứ tự kể bắt đầu từ cái hậu quả xấu rồi ngược lên kể nguyên nhân. Cách này đã làm nổi bật được ý nghĩa của một bài học. Rồi tiếp theo phần 2, La Mã, luyện tập 1, đọc câu chuyện và trả lời câu hỏi. Câu chuyện được kể theo thứ tự nào? Chuyện kể theo ngôi nào? Yếu tố hồi tưởng đóng vai trò thế nào trong câu chuyện? Tôi và Liên là bạn thân cùng lớp, nhưng hồi Liên mới từ quê đến khu tập thể, ở với bố bên cạnh nhà tôi, thì không hiểu sao tôi lại rất ghét Liên. Có lẽ, có thể là vì Liên mới ở quê ra mà biết ăn mặc lịch sự hay lại hay giặt giũ phơi phóng. Ra điều ta đây chăm chỉ, ngoan ngoãn làm cho tôi như bị kém cạnh. Tôi nhớ như in lần va chạm đầu tiên với Liên. Lần ấy, ngày đầu tiên nắng to sau một tuần mưa dầm về, mọi người ai cũng giặt giũ phơi phóng đầy cả sân. Khi tôi giặt xong quần áo đem phơi, thì sợi dây phơi áo nhà tôi đã phơi đầy áo và quần áo của Liên. Tôi bực mình lùa một cách thô bạo áo quần của Liên vào một đầu, rồi phơi áo quần của mình vào phần dây còn lại. Xong việc tôi đi vào nhà, Liên nhìn thấy nhưng không nói gì. Cô đi tìm sợi dây khác buộc làm dây phơi rồi phơi áo quần của mình lên đó. Hôm ấy tôi cùng mẹ đi phố nhưng thể ghé thăm bà ngoại. Đến chiều mới về, không ngờ đến chiều thì trời đổ mưa to. Nhìn trời mưa tôi nghĩ chắc quần áo của mình phơi đã ướt sạch rồi. Nhưng khi về nhà thì áo quần đã được ai thu dọn. Tôi đang đưa mắt nhìn quanh thì Liên sang bảo. Khi trời sắp mưa cô đã kịp rút hộ đem vào và trả lại cho tôi. Nhìn sắp quần áo khô đã gấp gọn gàng, tôi thật sự ngạc nhiên và cảm động. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Thì ra tôi đã nghĩ xấu cho Liên. Từ đó tôi và Liên trở thành đôi bạn thân trong khu tập thể, vui buồn có nhau. Thì đây là một cái tự thuật của một bạn học sinh. Thì ở câu số 1 này, sau khi mà mình đọc qua câu chuyện rồi thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem câu chuyện được kể theo thứ tự nào và kể theo ngôi nào, yếu tố hồi tưởng đó đóng vai trò như thế nào trong câu chuyện. Thì ta thấy thứ tự kể của chuyện là kể ngược theo dòng hồi tưởng của nhân vật. Ngôi kể là ngồi thứ nhất. Yếu tố hồi tưởng đóng vai trò làm chất keo kết dính, sâu chuỗi các sự việc quá khứ hiện tại thống nhất với nhau. Rồi tiếp theo, câu 2. Cho đề văn là kể câu chuyện lần đầu em được đi chơi xa. Em hãy tìm hiểu đề và lập dàn bài. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu là lần đầu tiên em đi chơi xa đó là trong cái trường hợp nào, ai đưa em đi. Nơi xa ấy là đâu? Rồi về quê hay ra thành phố hay là đi tham quan nơi nào đó? Rồi em đã trông thấy những gì trong cái chuyến đi ấy? Điều mà làm em thích thú và nhớ mãi. Rồi em ao ước có một chuyến đi như thế nào? Rồi mình tìm hiểu thì ở đây có thêm một cái gợi ý nữa, đó là lập dàn ý là chúng ta phải lập theo hai ngôi kể. Có thể là hai cách để kể đã học. Cách kể một là theo cái trình tự thời gian
Ngôi kể 3, tác giả sống mình đi. Cách kể 2 là đi xa, nhớ lại và kể. Ngôi kể là tác giả xưng tôi. Tiếp theo nữa đó là chúng ta phải làm rõ những cái nội dung như sau. Lý do được đi chơi, đi đâu, đi với ai, thời gian chuyến đi, những sự việc trong chuyến đi, những ấn tượng của em trong và sau chuyến đi. Đó thì đây là những cái bước chúng ta cần tìm hiểu. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ lập cái dàn bài chi tiết. Thì dàn bài thì cũng có phải là gồm 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Thì phần mở bài chúng ta sẽ nêu cái lý do của chuyến đi chơi xa và nơi sẽ đến, chuẩn bị cho chuyến đi và lên đường. Thân bài thì chúng ta sẽ tả cảnh dọc đường đi. Cảnh dọc đường đi thì gồm có là phong cảnh, những cái nét gì đặc biệt. Rồi tâm trạng của em và thái độ của mọi người trên xe. Tiếp theo nữa là đến nơi thì hoạt động nào. Đầu tiên là hoạt động thứ nhất. Rồi kể những cái hoạt động nổi bật, thú vị tiếp theo. Là chú ý chọn những cái kiểu nhiều dạng hoạt động khác nhau cho phong phú. Tức là ta kể nhiều cái dạng hoạt động khác nhau cho nó thêm phong phú. Rồi chúng ta phải nên sắp xếp thứ tự kể theo thời gian. Mỗi hoạt động kể trong cái một đoạn văn có kết hợp kể với miêu tả cảnh vật hoạt động. Thứ ba đó là kết thúc chuyến đi, chuẩn bị về nhà, cảnh vật, tâm trạng, hoạt động trên đường về. Rồi tới phần cuối cùng đó là phần kết bài, là chúng ta sẽ nêu cái suy nghĩ về chuyến đi và cái mong ước, ước ao những cái chuyến đi như thế nào. Đó, đây là một cái dàn bài chi tiết. Như vậy đến đây thì các em đã vừa cùng cô theo dõi ngữ văn lớp 6. Bài thứ tự kể trong văn tự sự trang 97-98 sách giáo khoa. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy hay thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thùy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.